cảm ơn vì câu hỏi của bạn. Lý do tại sao tôi có mặt ở đây là vì tôi có rất nhiều người bạn ở Việt Nam. Như cầu thủ trong trận đấu hôm nay từng là học trò của tôi. Có người từng là huấn luyện viên thể lực của đội Bullis ở Thái Lan khi tôi còn làm việc ở đó. Và sau đó anh ấy làm huấn luyện viên thể lực cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đội tuyển Thái Lan đã chung kết lượt đi AFF Cup 2022 ở Hà Nội, họ đã đến khách sạn của chúng tôi để gặp mặt và uống cà phê. Lúc đó, tôi đã nói với họ rằng khi tôi rảnh và họ thi đấu, tôi sẽ tới thăm và xem trận đấu của họ. Hôm nay là một ngày như vậy. Ngày hôm qua tôi vừa xem một trận ở Thái League Cup. Tôi tới Hà Nội để xem một trận đấu hay, xem cả những ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội nữa. Chúng tôi từng tập luyện ở đây để thi đấu giải SEA Games 31. Tôi rất thích không khí ở đây. Người hâm mộ ở đây có một tình yêu bóng đá rất nồng nhiệt. Đây là một trận đấu tuyệt vời. Hà Nội có rất nhiều cầu thủ giỏi, những tuyển thủ quốc gia. Tôi rất muốn tận hưởng trận đấu này. Bóng đá Việt Nam thật tuyệt vời. Các bạn đang có một lộ trình rất tốt. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hãy tiếp tục khát khao để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Cổ động viên Việt Nam và cả Malaysia, Indonesia cũng vậy. Tất cả đều có quyền mơ về giấc mơ World Cup. Tôi không chụp ảnh hay quay video trận đấu này để gửi ban tổ chức Thái League đâu. Các bạn cứ yên tâm.
Nhắc lại, đề nghị tất cả các bạn